Hải Vũ ơi thì nếu mà nhắc đến cái địa danh mà Hải Vũ vừa hỏi á thì đến giờ này thì chú vẫn còn cái tên ở đấy. Chú dựng lên những người cầm buồng. Người làm cầm buồng là do chú chỉ định. Chắc chỉ cầm cả trại. Được xuống lại, đúng rồi, cầm cả mà. À, về sau này thì cứ gọi là bộ đội. Thì như ở mấy ông gấu về sau tạm gọi là gấu nhựa, cả gấu bông không. Còn đâu tạm gọi là bộ đội hết. Thế bộ đội cái thời của bọn tôi về sau này thì mà bọn tôi khi tôi làm á là bộ đội thì chỉ có là bộ đội chỉ tăng gia sản xuất thôi. Có nghĩa là gì, ông là bộ đội ông đến đi nhà ông sản xuất ở ngoài gửi vào cho ông. Còn nhà ông chậm gửi vào thì ông phải xuống nhân dân. Đấy là như vậy.